Hương Giang hoang mang vì bị mất group fan gần 170.000 thành viên. Tối ngày 3 tháng 3, một diễn đàn mạng xã hội gây chú ý khi đăng tải thông tin group fan của Hương Giang mang tên Hoa hậu Hương Giang bất ngờ bay màu, không thể tìm kiếm trên Facebook khiến cư dân mạng xôn xao. Được biết, group fan của Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018 với gần 170.000 thành viên đã hoạt động từ rất lâu và luôn ủng hộ người đẹp này. Chủ đề này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Không ít người tò mò lý do vì sao nhóm này lại biến mất khi những ồn ào liên quan đến Hương Giang đã lắng xuống một thời gian. Trong khi đó, một số tài khoản lại hả hê khi thấy group fan của người đẹp chuyển giới biến mất. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng group này đã bị bán sau khi có lượng thành viên lớn. Hiện tại, phía Hương Giang vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về sự việc. Sự cố này một lần nữa khiến các fan của nàng hậu không khỏi hoang mang, bởi đây cũng là group bênh vực cho cô trước những sóng gió trước đây. Mất đi group này là một thiệt thòi không nhỏ với cô. Hiện tại, khi tìm kiếm từ khóa Hoa hậu Hương Giang trên Facebook, kết quả hiển thị là các nhóm fan nhỏ lẻ với khoảng vài ngàn thành viên. Đặc biệt, trang và hội nhóm chống lại Hoa hậu Hương Giang có tên Nói không với Hoa hậu Đạo Lý thì vẫn còn hoạt động với hơn 141.000 thành viên tham gia. Trong khi đó, trang cá nhân và fanpage chính thức của giọng ca Anh Đang ở đâu đấy anh có bài đăng gần nhất vào ngày 22 tháng 2. Trước đó, Hương Giang cũng vướng vào những ồn ào liên quan tới anti-fan. Trong một thời gian ngắn, Hoa hậu bị lập rất nhiều group anti-fan với số lượng thành viên rất đông. Sự việc bắt nguồn từ việc nhiều người cho rằng Hương Giang đang cố gắng nói đạo lý và việc người đẹp xuất hiện quá nhiều với những câu chuyện được cho là đạo lý đó đã khiến mọi người khó chịu. Không những thế, sự việc càng thêm căng thẳng khi Hương Giang quyết định mời công an vào cuộc để xử lý một trong những anti-fan của cô. Những chuyện vụ việc được êm ả, thế nhưng anti-fan lại ngày càng hung hãn hơn. Anti-fan liên tục tấn công các nhãn hàng mà Hương Giang làm đại diện. Vụ việc khiến người đẹp phải lên tiếng xin lỗi. Cô nhìn nhận lại bản thân và xem đây là bài học để hoàn thiện mình hơn trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Sau ồn ào, người đẹp hạn chế xuất hiện trong showbiz, cô chỉ trở lại với vai trò giám đốc quốc gia của Miss International Queen Việt Nam, trở thành hot chương trình đại sứ hoàn mỹ dành cho cộng đồng LGBT. Hương Giang, một trong những cái tên hot của showbiz Việt, kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018, người đẹp đã có thêm một lượng fan hùng hậu. Về chuyện tình cảm, Hương Giang và bạn trai Mắt Lưu hẹn hò từ chương trình Người ấy là ai được phát sóng ngày 7 tháng 8 năm 2020. Trong thời gian này, cặp đôi thường xuyên đi du lịch, ăn uống cùng hội bạn thân. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của họ cũng vướng phải không ít sóng gió khi nam doanh nhân từng bị tố gạo gẫm cô gái khác trên một ứng dụng tìm bạn, song lên tiếng phủ nhận. Trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn đồng hành với nhau đến thời điểm hiện tại. Người đẹp cũng không ngại đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, cả hai cùng diện áo dài đỏ, tình cảm đón năm mới bên nhau. Điều này khiến nhiều người mong chờ họ sớm kết hôn trong tương lai.